nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao người chê cười mà con vẫn hân hoan, cho dù bao tôi nhung cứ đỗ trên mình con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao lời kinh biển mà con vẫn hăng say, lo việc luôn chu toàn lắm kẻ lăng mà con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao điều khôn cùng dần trên mỗi thân con, không làm con sao động chơi bỏ muôn việc chưa trao. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Đi về giao điểm lời ca mãi vang xa, luôn nhiệt tâm đêm ngày những việc trong nhà cha. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao người chê cười mà con vẫn hân hoan, cho dù bao tôi nhung cứ đỗ trên mình con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao lời kinh biển mà con vẫn hăng say, lo việc luôn chu toàn lắm kẻ lăn mà con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao điều khôn cùng dần trên mỗi thân con, không làm con sao động chơi bỏ muôn việc chưa trao. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Đi về giao điểm lời ca mãi vang xa, luôn nhiệt tâm đêm ngày những việc trong nhà cha. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Có heo của cộ gì lên đây, lên đây mau. Rồi con tên gì? Con tên là Trần Phạm Bảo Duy. Bảo Duy mấy tuổi? Con 6 tuổi. Học lớp mấy? Con học lớp 1. Con tu ở chùa nào? Con đạo tu. Tuyệt vời, anh chị em thấy không? Quá sức thông minh, tôi hỏi một câu quá là cắc cớ. Lý do tại sao tôi hỏi nó tu ở chùa nào biết không? Đầu nó chọc. Tôi hỏi nó đầu chọc, tôi hỏi nó tu chùa nào. Nó bảo nó suy nghĩ con là đạo chúa. Cái này chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể soi sáng, nó mới dám trả lời được một câu. Người lớn hỏi chưa hiểu được, chưa chắc hiểu được ý của tôi là tại sao tôi hỏi nó tu chùa nào. Vì nó biết rằng đầu nó chọc nên hỏi tu chùa nào. Nó con đạo chúa. Rồi con có cái gì đây Huy? Con heo. Vậy làm gì? Con lấy con heo để mà đưa cho ta, mà ta đưa cho mấy bạn nghèo. Rồi sao Huy cạo chọc đầu vậy? Má con tạo cạo tục đầu luôn mà má con lên đây.
Con thích để tóc hay thích cạo trọc? Má con cạo tóc, nhưng cái đó là con muốn tóc dài, để mà tóc dài ra, để mà má con cắt nữa tôi khóc. Đây con, đây, rồi, mới mốt là Huy có đi tu không? Dạ có. Tu ở chùa hay tu nhà thờ? Nhà sờ thì mấy. Tu ở chùa hay tu ở nhà thờ? Tu ở nhà sờ. Hả? Tu ở nhà sờ. Tu ở nhà sờ, trời ơi. Mày không biết là mày giống gì đấy con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao người chê cười mà con vẫn hân hoan. Cho dù bao tuổi nhung cứ đổ trên mình con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao lời kinh viện mà con vẫn hăng say. Lo việc luôn chu toàn, lắm kẻ lăn mà con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao điều khôn cùng dần trên mỗi thân con. Không lòng con sao động trôi bỏ muôn việc chưa trao. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Đi về giao điểm lời ca mãi vang xa. Luôn nhiệt tâm đêm ngày những việc trong nhà cha. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao người chê cười mà con vẫn hân hoan. Cho dù bao tuổi nhung cứ đổ trên mình con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao lời kinh viện mà con vẫn hăng say. Lo việc luôn chu toàn, lắm kẻ lăn mà con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Bao điều khôn cùng dần trên mỗi thân con. Không lòng con sao động trôi bỏ muôn việc chưa trao. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ như son. Đi về giao điểm lời ca mãi vang xa. Luôn nhiệt tâm đêm ngày những việc trong nhà cha. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, luôn thắm đỏ.